lên rồi lại tẹt đấy. Trà C2 này không đơn giản chỉ là một loại đồ uống. Trà C2 này của chúng ta thì không đơn giản chỉ là một loại đồ uống á. Mà bên cạnh đó thì trà xanh C2 này thì không chỉ là một loại uống giải khát mà còn là một loại thuốc uống mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu như mà được sử dụng, nếu như chúng ta được sử dụng một cách khoa học hợp lý. Thì hãy cùng em khám phá xem mà trà xanh C2 này thì có những cái lợi ích gì nhé. Thức uống giảm cân hiệu quả. Đấy, một chai trà xanh C2 này là một loại thức uống giảm cân hiệu quả, được chiết xuất từ những cái lá trà xanh thiên nhiên. Đây là một trong những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe của chúng ta. Là nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng là trong lá trà có chứa hoạt chất ECGG đấy, tăng hiệu suất đốt cháy mỡ thừa của cơ thể, từ đó thì kích hoạt các gen trong cơ thể để đốt cháy mỡ bụng. Đấy. Do đó thì C2 được nhiều chị em lựa chọn với mục đích giảm cân và là sự ổn định của đường huyết. Đấy, chúng ta thấy là những chị em mà đang trong cái giai đoạn chúng ta có thể thấy rằng là khi chúng ta uống cái trà xanh C2 này thì có thể là chúng ta sẽ thấy được là sẽ rất chi là có nhiều tác dụng này. Thứ nhất là chúng ta sẽ được thấy là sẽ có tác dụng giảm cân này. Đấy, có tác dụng giảm cân rất chi là hiệu quả luôn. Rồi nhờ cái hợp chất ECGC đấy thì là một hợp chất giảm cân vô cùng hiệu quả luôn. Thì mọi người có thể thấy là chúng ta sẽ có được một cái hương vị trà chanh là tuyệt vời luôn này. Ngăn ngừa ung thư, thứ hai nữa là chúng ta có thể ngăn ngừa ung thư bên cạnh tác dụng đốt cháy, để lùi chất béo trong cơ thể đấy, đốt cháy chất béo trong cơ thể. Thì chất ECGC đấy thì còn có tác dụng ngăn ngừa ung thư phổi, ức chế ung thư đại tràng, ức chế cái phần ung thư đại tràng hơn nữa. Thì ECGC còn giúp tiêu hủy gốc tự do gây tổn thương da, viêm khớp, tái tháo đường, cao gấp 200 lần vitamin E sử dụng hàng ngày. Đấy là cái phần mà chúng ta có thể biết được là ngăn ngừa ung thư cho chúng ta rất chi là tốt luôn, giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Đấy, trong lá trà xanh thì có chứa một loại hợp chất mang tên là catechin, có tác dụng chống bức xạ và giảm cholesterol xấu trong cơ thể một cách hiệu quả. Đấy, thức uống giải khát hàng ngày, đó là một loại thức uống giải khát hàng ngày. Tất cả những chức năng của trà xanh thì vừa kể trên thì được tích hợp trong đồ uống trà xanh C2 của chúng ta. Kết hợp với sản phẩm này còn xua tan cơn khát, giảm căng thẳng, mệt mỏi, giúp tinh thần tỉnh táo và hưng phấn hơn. Đấy chính là cái điều của chúng ta nhé. Uống C2 có tốt không? Thì uống C2 có tốt không thì đây là vấn đề nhận được rất nhiều quan tâm của mọi người. Không ai có thể phủ nhận những lợi ích mà thức uống này mang đến cho sức khỏe. Thế nhưng việc sử dụng quá nhiều sẽ gây phản tác dụng và để lại rất nhiều tác hại khôn lường cho sức khỏe của chúng ta. Thế nên là khi uống nhiều C2 cũng béo không? Đấy là một câu hỏi có tác dụng giảm cân nhé. Trà có tác dụng giảm cân nhưng bên cạnh đó thì uống nhiều C2 của chúng ta thì sẽ có béo không? Thì các loại nước ngọt, đặc biệt là đồ uống có ga, luôn được khuyến cáo không nên sử dụng quá nhiều, bởi lẽ chúng được xếp vào thực phẩm không lành mạnh và chứa nhiều calo, chẳng những ảnh hưởng đến cân nặng mà còn gây ra những tác hại cho sức khỏe của chúng ta. Thế nhưng thì C2 không nằm trong top những loại đồ uống có ga độc hại như vậy.
vốn là thuốc uống được chiết xuất từ lá trà xanh tự nhiên mà lượng calo không quá lớn. Bạn không cần quá lo ngại tới những cái vấn đề C2 uống có béo hay không. Thì vậy thì một chai C2 có bao nhiêu calo? Đấy là một cái câu hỏi mà mọi người vẫn đang cùng quan tâm. Rồi những bạn đang giảm cân thì mọi người rất chi là quan tâm về những cái thành phần calo của mọi người, của chúng nhé. C2 chắc chắn là không phải là cái tên quá xa lạ của đối với cuộc sống hiện nay rồi. Thì hương vị của loại đồ uống này còn khiến cho nhiều người phải mê mẩn. Thế nhưng thì khi chưa biết về lượng calo có trong sản phẩm này thì không ít người trong số họ vẫn tỏ ra e ngại, vẫn tỏ ra là e ngại. Nên là hiện nay thì một chai C2 có dung tích đó chính là 360 ml. Chai C2 để có dung tích là 355 ml thôi. Đấy. Trên thị trường thì có khoảng 110 calo. Đấy. Thành phần chính của trong chai thức uống này là trà xanh. Và nguồn nguyên liệu cung cấp khá nhiều dinh dưỡng cần cho cơ thể. Thì với lượng calo này thì uống nhiều C2 có béo không? Đây là đặc biệt câu hỏi của những ai sợ béo và những tín đồ của đồ uống này luôn nhé. Mua trà C2 chất lượng ở đâu? Thì tất cả các nhà C2, các hãng trà C2 phân phối trên thị trường thì hiện giờ trà C2 đang được bán rộng rãi trên thị trường. Đang được bày bán rộng rãi trên thị trường từ những cái sản phẩm, từ những quán tạp hóa nhỏ lẻ cho đến những cái siêu thị to thì chúng ta đều có thể bắt gặp những cái chai C2 như vậy. Thì nó là một cái thức uống vô cùng đặc biệt này, là những cái thức uống tuyệt vời cho mọi người luôn nhé, để mọi người có thể biết là trà C2 này là những cái đồ uống tuyệt vời như thế nào. Thì chúng ta sẽ có cái hướng dẫn sử dụng, đó là lắc đều trước khi sử dụng và ngon hơn khi chúng ta uống lạnh nhé. Đấy, giữ lạnh sau khi mở lắp và sử dụng hết trong vòng một ngày. Chúng ta chỉ để trong vòng một ngày thôi và chúng ta sẽ uống hết trong vòng một ngày đấy nhé. Bảo quản ở nơi khô mát, khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Chúng ta sẽ bảo quản ở nơi khô mát và tránh ánh nắng trực tiếp nhé. Được làm từ nguyên liệu thiên nhiên đấy. Chúng ta sẽ được làm từ những cái nguyên liệu thiên nhiên đấy. Nên là màu sắc mùi vị của sản phẩm có thể thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm nhé. Đôi khi có sắc trà nhuyễn trong sản phẩm, không sử dụng chất bảo quản này, chế biến và đóng chai trong cùng một ngày. Các thành phần của sản phẩm đều an toàn để sử dụng. Thế nên là khi mà có cái sáp trà nhuyễn thì có nghĩa là trong cái khi mà quá trình ấy thì có thể là có một số những cái sáp trà người ta lọc, thì đấy là trà tự nhiên thôi, không có gì nhé. Các yên tâm khi sử dụng cái trà đấy nhé. Đấy, thì mọi người có thể thấy là C2 là một cái thức uống vô cùng mà tuyệt vời, mang đến cho mọi người cái cảm giác thoải mái này, mang đến cho mọi người những cái cảm giác thoải mái này. Đấy, thế thì mọi người có thể biết được là C2 này rất chi là tốt nhé. Thì bye bye, hẹn mọi người những cái clip sau.